về đâu? Model là Sony V725. Chắc âm của Sony 725 thì quá ok đúng không? Bass rất là sâu, chắc, thích hợp cho mình nghe nhạc vàng lẫn nhạc đen đều ok. Thương hiệu Sony V725 đã quá quen thuộc với các anh yêu thích dàn âm thanh nội địa Nhật, nên em không cần quảng cáo nhiều lời nữa về cái model này đúng không? Cái model này đáp ứng đúng tiêu chí cho mình là chất lượng âm thanh hay, bass chắc, sâu, mình nghe được đa thể loại nhạc và trưng bày hoành tráng cho phòng tầm 50-60m². Em xin nhắc lại, đây là bộ dàn âm thanh hàng nội địa Nhật đồng bộ Made in Japan, nên các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu nhà mình có ổn áp, mình có thể lấy điện 100-110V từ ổn áp ra sử dụng cho bộ dàn, hoặc có thể mua đổi nguồn kèm theo dàn ở bên em. Nhưng nếu các anh chuyển đủ 100%, em sẽ tặng đổi nguồn cho mình. Chuyển cọc là không được tặng đổi nguồn nha. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc giúp em 1 triệu. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ, và khi các anh nhận hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Cứ gọi trực tiếp đến số điện thoại 0931008099. Em sẽ tư vấn cho các anh chọn một bộ dàn ưng ý. Còn nếu mà các anh không có gọi đến số này do mình ngại hay gì đó thì các anh cứ nhắn tin Zalo cho em, cũng là số 0931008099. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của bộ dàn qua Zalo, rồi cũng như tư vấn chốt hàng cho các anh vào Zalo luôn nha. Vui lòng cho địa chỉ làm xíu hàng tặng nhà cho mình. Công suất của Amply là 105W, công suất của loa là 240W trên cặp loa. Sony V725 105W Made in Japan. Rất là nhiều ngọt AV để mình kết nối điện thoại, TV, máy tính. Hàng về nên em chưa vệ sinh kịp, nó rất là dơ nha. Mấy cái thớt rất là dơ, về các anh vệ sinh tiếp em. Đây, từng thớt nó hơi bị dơ do bụi á. Đặc biệt của cái bộ dàn 725 này là có hai ngõ optical. Mình dùng giải mã DAC qua tín hiệu quang kết nối mắt TV. Mình có thể karaoke, cũng có thể nghe nhạc, xem phim, xem đá banh qua ngõ DAT hoặc là CD này. Khi giải mã mình không cần mồi phía trước, mình chuyển qua CD hoặc chuyển DAT là mình có thể giải mã được rồi. Đối với TV thông minh thì bây giờ nhà nhà đều có đúng không? Nhà mình nhà nhà đều có TV Max TV, thì mình kết nối optical qua đây thì mình có thể giải mã DC kết nối Max TV qua tín hiệu quang ok. Thì mình có thể karaoke nè, bắt karaoke trên Max TV, sau đó cắm optical, cắm mic vào ca, quá tuyệt vời đúng không? Giá bán giảm 2 triệu do giá bộ dàn thông thường, do không có CD, về thiếu thớt CD nên em giảm giá 2 triệu so với dàn có CD. Và dàn này không có lưới nha. Đây là góc cạnh của loa. Cái đặc điểm của loa Sony V725 là các anh thấy cái đít loa nó màu trắng như vậy là lâu nguyên zin, còn cái đít loa nó màu đen là sơn lại rồi. Lý do là khi vận chuyển về á, cái mép của nó rất là mỏng, hay bị bể mép, và 90% loa về là bể mép, nên các anh hay dùng cách chống chế như vậy, bể mép thì mình cắt gọt luôn, mình sơn lại màu đen là xong. Nên mình thấy màu đen là nó đã sơn lại, không ảnh hưởng chất lượng âm thanh, mình chỉ làm cho đẹp phía sau thùng loa thôi. Hiện tại cái mép này vận chuyển nó bị như vậy, nên một là canh để vậy, hai là mình cắt gọt luôn, mình sơn lại là xong. Nếu các anh muốn làm lại thì báo em sẽ cho thợ cắt gọt làm lại, và mình sẽ sơn thành màu đen nha. Công suất là 140W một loa, 280W trên cặp loa. Trở kháng của loa là 6 ohm Sony V725. Loa bên đây đẹp xuất sắc nha. Bên đây thì cái mép nó không có vận chuyển gì, không có bị nhăn.
Dàn này không có lưới lo, giá bán rẻ hơn 2 triệu so với dàn bình thường. Mua hàng thì cứ liên hệ 0931008099. Còn riêng ở đây nó có âm ly và lọc, chủ yếu mình xài hai thất chính này, kết nối điện thoại, TV, máy tính qua ngọn AV ra 3.5 hoặc là dùng giải mã DC qua mắt TV, qua optical. Còn nếu mà các anh để trưng bày cho đẹp thì mình để luôn 4 thất, còn không mình vứt hai thất đi, để hai thất chính thôi. Lọc âm thì nó theo kiểu gập cần, mà các anh hay thích cái kiểu mà chơi đúng đồ cổ là thích gập cần, còn cái thích mà nút nhắn điện tử các anh lại không thích cái lọc âm như vậy. Mình có thể chỉnh được 3 chip mic qua tần số lọc thoải mái vô tư, hoặc mình có thể ở đây nè, 7 dãy tần số lọc nè. 1 2 3 4 5 6 7, 7 dãy tần số lọc. Còn ở đây mình có thể chỉnh được bass treble 35 trên âm ly này luôn. Và dãy mã DC thì có DAT hoặc CD. Rồi 32 44 48 MHz. Chuyển ngõ kết nối điện thoại, TV, máy tính. Hiện tại mình nghe video 1, video 2 thì mình cứ chuyển ngõ. Em đang ghim video 2 nha. Chiều cao của loa là 53 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 1 m, tương đối hoành tráng, sử dụng tốt cho phòng 60-50 m², 60 m² đều được. Ở đây thông số nó có nè, bass là 23 cm, công suất là 280W trên cặp loa, chép là 20 mm, mid là 70 mm, Sony V725 không có lưới loa nha. Em ship hàng toàn quốc, cọc cho em 1 triệu và phần còn lại bưu điện thu hộ. Nếu chuyển đủ cho em tặng đổi nguồn cho mình. Nếu không lấy đổi nguồn em sẽ tặng dây optical để mình giải mã dây tốt, dây 3 m cho mình nha. Bây giờ mình nghe đoạn nhạc sôi động rồi em xin kết thúc clip test. Lưu ý giúp em nha, dặn chuyển giờ hơi bị bụi cho mấy cái thớt, vui lòng vệ sinh giúp em. Mình muốn bát sâu hơn nữa, chặt bát. Dàn này là khỏi chơi, Sony 725 là khỏi chơi về âm trầm, khỏi chơi về tiếng bass. Dàn này đã quá quen thuộc rồi, em khỏi cần quảng cáo. Model này rất là được nhiều anh ưa chuộng với giá thành hợp túi tiền, chất âm vượt ngoài tầm giá. Mình quay lại từ đầu. Bây giờ em xin kết thúc lên tên.